thắt lưng một và mấy đấy, ta bên bởi những sợi từ thắt lưng một và hai. Đấy, bên màu đỏ đây thì cái thần kinh sinh dục đùi thì thoát ra và đi xuống ở đâu, ở mặt trước thắt lưng lớn, tức là trung trương giữa hai cái bờ. Bắt ra đi xuống ở mặt trước cơ thắt lưng lớn. Và khi đến ngay trên dây chằng bẹn đấy thì tận cùng một hai nhánh. Khi đến ngay trên cái điều bẹn thì nó tận cùng ra vòng hai nhánh và nhánh sử dụng. Sử dụng chỉ cho cơ quan sử dụng ngoài. Để sử dụng rồi đi vào cơ quan sử dụng ngoài, cụ thể là nó cảm giác cái vùng nào, vò mu, cảm giác cái vùng da vò mu đó. Đối với nam giới thì nó có một cái bó của cơ chéo bụng nó đi xuống bìu ấy, một ít sinh cơ thôi, còn cơ bìu đấy thì nó chi phối cơ bìu của nam. Đấy là nhấn xíu đấy, cảm giác trong vòng mu và chi phối cơ bìu như nam. Còn nhánh đùi thì cảm giác đây, đùi thì cảm giác trong vùng tam giác da tam giác. Vậy là hai cái dây của rời nó gọi hoàn toàn theo chức năng à. Nếu ông này chức năng là chi phối hai vùng sinh dục và gì ra ra lớp đùi thì nó gọi là sinh dục đùi. Còn kêu trước nữa thì cảm giác da mặt ngoài đùi thì nó gọi là vì đùi ngoài nhá. Thì còn lại cái sinh dục cái đùi đây là cho da ra lớp đùi. Bây giờ đến những cái gì chỗ hà vị, đến chỗ của hà vị trước khi nói về chỗ hòa bình thì nói tí về chỗ này. Vùng này là cái thành sau của ta, thành vùng sau của ta nếu từ ngoài từ đường giữa hết sang bên ấy thì do những cơ nào tạo nên thành cơ thắt lưng lớn vật đường giữa nhất. Đó, phía ngoài đây là đốt sống 12 nhá, đây là xương sườn đấy, 12 này. Từ xương 12 đến đây là màu, màu trong đây thì có một cơ nó đi thế này, cơ gì? Ở dưới bám một màu trong, ở trên một xương 12, ở ngoài đây. Ở trong thì bám một mỏng ngang của đất sống, vùng thân lưng. Còn đi ra ngoài nữa thì đây là ba cơ dẹt thành bụng. Thì chéo ngoài. Chéo lớp trong nữa là chéo trong, một lớp trong cùng đây là ngang bụng. Bao nhiêu nhỉ? Thì cái đoạn sau của ba cái cơ đó thì tạo nên một cái thành cộng với cơ vô thắt lưng mà thắt lưng lớn ấy thì tạo nên cái thành bụng sau. Và đi trước cái thành bụng sau thì chúng ta có cái gì? Thận. Có đúng không? Đây. Đi đây. Thận nào? Đấy. À, hôm nào học thận thì chúng ta sẽ biết là thận nằm trước ba cơ của thành bụng sau.
từ trong ra ngoài nó sẽ liên quan sau với cơ thắt lưng lớn, vô thắt lưng và hông. À bây giờ bây giờ vào cái chỗ hạ vị nguyên lý từ thắt lưng mới một bây giờ trước sau thì nguyên lý của nó là từ bên trước thắt lưng một. Thì đầu tiên chỗ này ta khuất trong cơ thắt lưng lớn đấy, nó phát ra ở bờ đầu cơ thắt lưng lớn đấy. Ngoài cơ thắt lưng lớn thì cái đoạn đầu tiên đấy nó phải đi giữa cái gì chỗ này ta. Đây là ta nhìn thận trong suốt, ta vẫn thấy nó cái liền các bạn. Cái liền nhưng mà đây là do thận trong gì? Trong suốt chứ thực ra là cũng khuất, thấy không? Thế thì sau khi phát được vào đoạn đầu tiên đấy, nó đi giữa cái cơ phía sau là vùng thắt lưng và cái phía trước nó là cực dưới thận đầu tiên. À, chạy giữa cơ vùng thắt lưng và cực dưới thận. Sau đó thì nào? Sau đó thì ta biết được thành bụng là ba cơ chéo bụng ngoài, chéo bụng trong, ngang bụng như vậy này. Sau đó thì nó sẽ xuyên vào cơ chéo bụng trong, à chứ ngang nhìn ngang bụng để đi giữa ngang bụng và chéo bụng trong. Sau đó xuyên phát nữa, chéo bụng trong để đi giữa chéo bụng trong và ngang nhìn, à chéo bụng trong và chéo bụng ngoài. Xong cuối cùng ấy thì xuyên nốt thì trở thành hai nhánh tận đi vào mùi dưới da. Có nhánh bì ngoài và nhánh bì trước. Thế nói chỗ này cho nó gọn là này. Tiếp đó thì đi xuyên vào và đi lên lõi giữa. Tiếp đó xuyên vào và đi lên lõi giữa các cơ. Đấy, nói chung thế thôi. Xuyên vào đi lên lõi giữa các thành bụng. Đấy, rồi chi phối một phần các cơ này. Những cơ thành bụng này nó rộng lắm nhá, rất nhiều thần kinh chi phối, thì canh này chi phối một phần. Ví dụ trên này ta thấy có một loạt các thần kinh gọi là giang sườn này, giang sườn 7, 8, 9, 10, 11, 12 cứ đi chéo trong bụng này thì sẽ chi phối từng khúc của những cơ chéo bụng ngoài, chéo bụng trong. Cơ hội đó, nhưng mà cái thằng chậu bẹn nó ở dưới này nó chọn nó là một khúc. Cuối cùng ấy thì xuyên thân đông, thân cùng nhánh bì ngoài và bì trước. Cuối cùng xuyên thân đông, thân cùng nhánh bì ngoài cho da phần trước nó chậm. Cuối cùng nó xuyên thân đông, cùng nhánh bì ngoài cho da phần trước nó chậm. Và nhánh bì trước đây, bì trước cho ra vùng hạ vị, tức là cái vùng bụng ngay trên tiết luận bạn đấy. Tóm lại ấy, cái vùng da mà phủ trên màu trọng này thì đây là cái đai trọng, đúng không? Cái đai trọng. Còn phía trước nữa là hạ vị, vì thế nó gọi tên là trọng hạ vị. Nhưng mà nếu là cái tam giác lưng thì chi phối cơ của chi dưới, nhưng mà riêng cái nhánh này của đám dưới tuy là nhỏ nhưng mà chi phối cơ của thân, tức là chi phối cơ thành có bảo gì ạ? Tất nhiên không nhiều, chỉ một khúc của cái cơ thôi. Đây là đến thần kinh trọng của bẹn. Thì con đường nguyên thủy được đi giống như cho vị, con nguyên thủy được đi giống như là
nó bị. Thế là cũng đi từ sau ra trước, cũng lên lỏi dưới cơ thì cũng quá cũng từ thắt lưng một vân vân. Nhưng mà cuối cùng cái đích của nó không phải là cái đại chậu cũng như là vị mà đi đến đâu, đến cơ quan đi dùng ngoài. Đấy. Để chạy đến cơ quan sử dụng ngoài. Đến cơ quan sử dụng ngoài nó làm gì? Đây, nó đi này. Thì nó cảm giác cho phần trước của bìu hoặc môi lớn. Và vùng da bẹn liệt kề. Đây nó cảm giác bìu đây thì phần trước của bìu có những cái vùng bẹn kề với bìu hoặc có môi lớn và cái vùng da bẹn liệt kề. Tóm lại ấy, thì đấy là hết đâm dưới thắt lưng rồi, thì tóm lại đâm dưới thắt lưng chịu với cái gì tổng hợp lại thì nó chịu với là cái cơ vùng với cả cái cơ vùng đùi trước. Nhưng mà riêng trong cái cơ vùng đùi trước thì riêng nhớ riêng là cơ thắt lưng lớn này nó nhận một nhánh trực tiếp từ đâm dưới nhá, nó không chứ không phải do bất kỳ cái thần kinh nào mà trong số thần kinh ta vừa tả chịu với. Nhưng ngoài cái cơ vùng đùi trước thì nó tới chi với một phần cơ của cái bụng. Đấy, về mặt cảm giác thì nó cảm giác cho cái diện khác nhau thì nhưng bây giờ ta đi vào cơ mông từ sau.